Rồi, ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái trận Custom Master các bạn ha. Thì vẫn có bạn không phục cái chiến thuật thủ gốc của mình thì ok, hôm nay mình đánh một cái trận mà mình sẽ chắc đối phương về số lượng lẫn chất lượng ha. Lưu ý là tuy là 20 đánh 20 nhưng mà quân da đỏ thì luôn luôn đông hơn quân da trắng nha các bạn. Cho nên đó là với lại quân mình đó là toàn là dân quân hết, có mấy anh này là kỵ binh xịn thôi. Cái khẩu pháo này là để ép đối phương tấn công mình, ngoài ra thì mình sẽ không có bất cứ một cái lợi thế nào cả. Và lưu ý là lần này mấy anh da đỏ cũng có kỵ binh nha, tại đây là da đỏ mang tộc chứ không phải là da đỏ kiểu đã văn minh như mấy anh Aztec. Tất nhiên văn minh đó là cái văn minh kiểu nhà mới có nhà nước thôi, còn này là mang tộc luôn á. Rồi, do quân mình ít cho nên là mình không có giãn nó ra, đúng hay đúng lý mấy con cung này phải giãn ra để tránh khi mà hồi bị bắn nó đỡ trúng tên, nhưng mà bây giờ cái quân của mình thì không đủ rộng nên mình giãn ra như vậy. Rồi. Rồi, ok. Chúng ta dùng đội hình pha lăng để khắc chế đối phương nào. Kỵ binh của mình thì ở bên này rồi. Giáp trụ đồ đầy đủ. Nó cũng có kỵ binh nó cầm súng rồi luôn. Đối phương có cầm súng nha các bạn. Mấy anh da đỏ này là có khả năng xây cái lều thuốc súng để lấy lính bắn súng với lại kỵ binh bắn súng á nha, không phải đùa đâu. Đây cho các bạn coi chơi mấy anh mang tộc có súng, mấy anh da đỏ này có súng nha, không đùa được đâu đó. Đây. Đó, cung súng là nhiều lắm á, các bạn nói mình dễ bị rắc thương tầm xa đúng không? Thì đây. Ủa sao nó chạy ta? Đánh đi chứ mấy ông. À đây, chia ra để đánh mình đây mà. Mấy anh này là kỵ binh gì đây? Kỵ binh bắn cung nha, xạ kỵ nó bắn kỵ binh mình nữa, mấy anh cầm súng nữa nè. Rồi, mình đổ rồi trên đồi xuống mình đánh. Đây. Tốt, này nhanh. Này đúng là chiến thuật đánh tạc sườn á. Ồ, nó bắn mình chết mấy thằng rồi. Đây, mình rượt kỵ binh nó chạy. Chúng ta quân mình bắt đầu bị đánh rồi đó, nhưng mà mình cũng bắn trả lại quyết liệt lắm. Như là nó chơi không lại kỵ binh mình đâu, nhưng mà nó lùa kỵ binh mình đi, hồi mình không có móc đến tầm xa nó được. Nó chưa có chạy đâu, nó quân nó còn nhiều lắm các bạn. Nó dụ mình lui để mà nó hồi nó bắn sau lưng mình á. Quân mình đang đánh trả quyết liệt, hồi nãy là mình đánh lui kỵ binh nó thôi. Mình chết hai thằng kỵ binh. Kìa, nó hết quân nó chạy thật rồi. Mà kỵ binh mình bị dụ ra xa vậy mình cũng bất lợi, tại giờ mình muốn về mình tập hậu nó cũng khó. Rồi. Biết ngay mà, nó cũng đứng xa nó bắn rồi, nó đâu có dám phóng lại gần đâu. Đấy mà ngay cả khi nó đứng xa nó bắn, nó dùng súng nó bắn mình thì cũng chưa chắc. Tại mình có thể ép nó tấn công được, mình có pháo mà. Với lại đi giáp trụ mấy thằng da đỏ thì nó bắn tương đối dở, mình này lại có giáp trụ đầy đủ, nó thành ra sát thương tầm xa của nó thì cũng không quả lắm. À nó nằm ngoài tầm bắn của cung mình, mấy thằng cung nông dân thì tầm bắn nó hơi ngắn các bạn. Chị bên mình đang về đuối rồi. Ê sao lại bắn chéo mấy thằng kia. Đây nhắm ngựa nó đây này. Để ơi nó bắn ngu quá. Đây nhắm mấy thằng kỵ binh của nó này.
kỵ binh thì nó không bắn được đạn lửa nha các bạn. Nên là phòng tuyến của chúng ta vẫn đang rất là ok. Xử cái đám kỵ binh này của nó nhanh. Mình thì dùng pháo binh mình áp chế nó các bạn. Tên lửa hai bên bắn bay đẹp mà hình luôn các bạn. Rồi này thì bắn này, lùa nó. Rồi một đội này dí thôi, quay lại đây xúc nó, nó đang đổ dồn lên, nó đánh khá là rác ấy. Nhưng mà mình thì cũng phải bắn áp chế nó, không cho nó bắn luôn mình. Đấy pháo, đúng rồi, pháo nã cho tôi. Nó không có giáp á, thành ra tên lửa mình bắn nó cho hiệu quả khá cao. Pháo ngay. Rồi mấy thằng bắn cung này nữa, nhắm vô thằng này. Chiến thuật tập hậu này rất hiệu quả các bạn. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Nó mất hơn phần nửa quân số rồi. Này tiếp tục dí. Nó bắn mình cũng được chết khá khá, mà tại nó bắn khá là dở. Tại nó không có kỹ thuật dùng súng như lưng ngựa đó các bạn. Rồi đi lùa nó nào. Rồi đây, quýnh nó. Mình đi cho kỵ binh đi lùa mấy cái thằng đuối rồi thôi. Ồ, nó đang đột phá phòng tuyến cũng khá là kinh đấy chứ. Mình bắn thì cũng khá khá, mà tại mấy thằng khu nông dân người ta đứng sát của nó kém thôi. I pray the course of this battle changes because defeat seems almost certain. Pháo binh nhắm mấy thằng ở xa. Ê, chúng quân mình bây giờ. Đây hút ở đây, về quay về đây hút nào. Rồi dí nó chạy tới biên giới luôn. For the moment the fortune of battle goes our way. Mấy này chạy nhanh đấy mà nó bắn mình chạy chết được nhiêu mạng. Rồi ok, phòng tuyến nó vô là đợt tấn công của nó đã bị chỉnh lại rồi. Quay đầu qua. Lui lại. Xếp đội hình cho nó đàng hoàng. Rồi mấy chú nhắm vô thằng này, mấy chú nhắm vô đây. Một đội kỵ binh của mình đang hy sinh nhiều quá. Ở đây vẫn đánh khá là quyết liệt nhưng mà nó không áp sát được mà mình vẫn đang đánh được. Nói chung là đội hình pha lăng của mình thủ khá là mạnh. Rồi biết ngay mà, nó chạy hồi nó bắn hồi hết đạn cũng không phải chịu à, bởi mấy anh kỵ binh da đỏ này nhìn ngon ngon thế thôi. Cái cô không hẳn là quá mạnh đâu. Đây đi lùa đi. Dứt nó.
Đây, anh tù trưởng lì lợm nãy giờ cuối cùng cũng bị đâm chết. Rồi. Chà, lì lợm dữ. À rồi, ok, chết rồi. Rồi. Chạy lên đây nhanh. Rồi thôi, không dí. Phòng tuyến bên này của mình bị chọc thủng nhưng mà không sao cả. Đây, xử nó. Chúng ta đã bắt được 256 tù binh rồi các bạn. Lính dân quân mình chết cũng nhiều mà so với đối phương thì cũng không nhiều cả. Mình mất 54% quân số, đối phương mất 90% rồi. À, bóc dư anh này. Dứt. Rồi, một mình nói không bắn lại mình rồi. Mình cho bên sông lên là nó sợ ngay mà. Thôi được rồi, mình lấy cung mình áp chế nó là được. Nó chơi không lại rồi. Với lại cung của mấy anh này yếu xìu à, do là nó không có, nó công nghệ nó còn hạn chế các bạn. Nó không, cung của nó dạng như còn chưa có cái đầu bịch sắt á, nó đã xuyên giáp yếu xìu à. Rồi. Để coi còn anh nào nữa. Ồ, lì thiệt. Còn nhỡ nước bắn. Nhỡ nước bắn à. Nhưng mà cháy thành thang nha mấy chú. Praise the Almighty. By the Lord above, các bạn có thể thấy cái lợi của mình ha. Mình chết 433, đối phương chết 1007. Cái ngày xin lỗi 1007, tức là và tỷ lệ thì nói chung là của mở đối phương là gần khoảng 2,5 quân của mình. Chiến thuật của mình thủ cực kỳ hiệu quả. Và lưu ý ở đây là mình dùng toàn dân quân nhé. Còn đối phương là đã có những đơn vị đời cuối rồi nhưng mà vẫn không đánh lại quân mình đó. Giờ các bạn trên lượng quân số ở đây các bạn có thể nói là cũng không đáng kể lắm. Nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn là một con số rất đáng để mà quan tâm. Tại các bạn nên lưu ý là cái số lượng lính trong đội hình của mình là nó không nhiều. Và tại cái một đội lính như vậy là chỉ có khoảng từ 40 đến 60 người thôi. Thành ra này là trên lệch tính ra là cũng phải là 5-6 unit chứ chả ít đâu. Thậm chí là có thể nhiều hơn, tại vì đối phương là nó có kỵ binh nữa cơ. Mà kỵ binh thì biên chế số lượng nó ít. Rồi đó, mà nói chung là bạn nào vẫn không phục nữa thì mình sẽ còn tiếp tục làm những trận đánh giống như thế này cho các bạn thấy là cái chiến thuật này là cơ bản thì nó là một trong những cái chiến thuật mà phòng ngự khá là hiệu quả khi mà đối phương không có pháo. Trừ khi đối phương có pháo nó mới phá được cái đội hình của mình thôi. Còn nó mà đối phó với những cái mà mang tộc giống vậy nó không có pháo chứ bạn đánh dễ lắm. Thậm chí đội hình này các bạn muốn chống là binh voi cũng còn được mà. Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lá Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.